Chào các bác, cô chú, anh chị và các bạn. 2020 với cái mã hàng T-Shell C815 là mưa làm gió và rất là nhiều bác thích cái mẫu đó. Thì ngày hôm nay bên em về cái mẫu mới của 2021 C728 của năm 2021 với thiết kế tính năng hoàn toàn độc đáo. Đấy thì đây sẽ là clip em review để mọi người cùng xem và tham khảo cái mẫu này. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi các clip em quay review cũng như giới thiệu các dòng TV mới bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Chúng các bác quay trở lại với cả Mian Chiu. Ngày hôm nay thì Ecomat về hàng dòng cao cấp của T-Shell 2021 55C728, một trong những mẫu TV mới nhất có cấu hình cao và dòng thay thế cho mẫu C815 của 2020. Thì trong clip này em sẽ cùng các bác review đánh giá cái mã hàng này để mọi người cùng tham khảo. Với cái mẫu C728 của 2021 thì tại Ecomat đang bán là 17.690.000, tặng kèm thêm một cái lẩu điện. Các bác không lấy lẩu thì trừ thêm 400.000, còn 17.290.000. Thì 2020 với mẫu C815 có tần số quét 120Hz này, thiết kế tràn viền viền kim loại này, tích hợp điều khiển thông minh có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói rảnh tay này, thì C728 của 2021 nó hội tụ đầy đủ các yếu tố đó. Ngoài ra thì nó còn vượt trội hơn về chất lượng hình ảnh cũng như là cái độ tương phản của màu sắc trên các khung hình thể hiện. 17.300.000 cho một chiếc TV 55 inch, độ phân giải 4K, sử dụng tấm màn QLED, chạy hệ điều hành Android 10. Đây là hệ điều hành Android 10, có điều khiển One Remote thông minh. Với cái điều khiển này thì các bác có thể kết nối Bluetooth với cả TV dễ dàng sử dụng trong quá trình thao tác. Ngoài ra thì có tích hợp phím tắt trợ ảo của Google, phím tắt của Netflix và cả FPT Play nữa. Năm nay thì FPT Play có rất là nhiều cái hay khi mà đã có bản quyền của QC1. Đấy thì các bác có thể trải nghiệm tất cả các ứng dụng, xem phim, truyện, xem truyền hình, xem YouTube. Thì các bác xem trực tuyến tại các cái ứng dụng tích hợp ở trên TV. Với cái mã hàng C728 của 2021 này thì sẽ có thời gian bảo hành 3 năm. Và các cái đặc điểm thông số kỹ thuật của nó, chẳng hạn như các bác nhìn này, có 4K, có HDR10+ này, độ tương phản khá tốt này. Sử dụng công nghệ quân tầm đốt, màn hình chấm lượng tử, tần số quét 120Hz và có cả công nghệ xử lý hình ảnh Dolby Vision IQ, công nghệ xử lý âm thanh cho chất lượng âm thanh Dolby Atmos, tích hợp loa Onkyo. Cái loa Onkyo của năm 2021 này, đây các bạn nhìn này, thì nó sẽ được tích hợp bên trong TV chứ không thể hiện loa bên dưới như dòng C715 của 2020 nữa. Khu vực logo chính giữa thì vẫn tích hợp cụm micro để các bạn có thể thao tác, tìm kiếm hoặc ra lệnh cho TV qua trợ ảo Google Assistant. 17.300.000, có thiết kế chân đế kim loại. Đấy thì các bạn nhìn chân đế của cái mẫu C728 này mới hoàn toàn so với cả C815 của 2020. Cụm các cái cổng kết nối được bố trí thông minh ở phía bên sườn. Mặt lưng thì không có một cái cổng nào cả, bởi vì với các bác mà để khu vực kệ chật hẹp hoặc các bác treo tường thì cái việc thiết kế bố trí ở bên sườn như vậy thì sẽ giúp cho quá trình kết nối cũng như cắm dây nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Theo thời gian thì các bác cũng không sợ nó bị gãy, bị gập đầu dây. Đây có đến 4 cổng HDMI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 và 4. Có cái cổng HDMI 4K 120Hz, bao gồm cổng 1 và cổng 2. Đấy, cổng 3 và cổng 4 là cổng 60Hz. Rất là hay khi mà bố trí như vậy. Con này vẫn tích hợp cổng 3.5, cổng tai nghe để cắm kết nối ra các cái thiết bị như âm ly hoặc là loa vi tính cũ. Có cả cổng quang, cổng tách âm thanh. 2021 này thì các cái mẫu như C725, C728 này thì đều là những mẫu mới nhất. Đây các bạn nhìn này, giá tại bên em là 17.300.000. Hệ điều hành Android thì các bạn có thể tải đến 7.000 ứng dụng trong kho ứng dụng của Google. Các cái ứng dụng ở bên ngoài mà trên các cái dòng TV thị trường không thể cài đặt thì với TV Android thì có thể thao tác được hết. Đấy, các bác có thể tìm tòi vọc vạch thêm trong cái kho ứng dụng của Google Search Play. Mẫu này thì nó cho cái chất lượng hình ảnh rất là đẹp.
Âm thanh thì chuẩn với bản mode này, em sẽ bật thử một đoạn demo này. Đấy, thì em quay đoạn demo bật trực tiếp từ YouTube có chất lượng 4K để mọi người cùng xem. Đây là cái demo mà Sony dùng rất là nhiều trên các dòng TV của mình, và em đang quay trên C728 để mọi người tham khảo. À, 2021 thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này, nó được tặng kèm theo cả cái cụm camera. Camera thì cắm qua cổng USB và nó sẽ hỗ trợ các bác thao tác tìm kiếm, thao tác sử dụng trong cái Google Duo. Với cái Google Duo ấy thì mọi người hoàn toàn có thể thực hiện video call. Đây em sẽ thử vào Google Duo nhé, tải thêm một cái ứng dụng gọi là Google Duo. Đây là Google Duo này. Các bác cài đặt nó về. Để có thể cài đặt được các cái ứng dụng thì các bác đăng nhập thêm tài khoản Gmail. Thì cái tính năng Google Duo này nó đều được tích hợp trên các Android 10 trở lên. Đấy, chỉ mất vài giây là có thể cài đặt được ứng dụng này rồi. Và em sẽ thử truy cập nhé. Này, các bạn nhìn này, đây là cái cam tích hợp tặng kèm. Thì cái việc mà sử dụng cam như vậy thì nó sẽ giúp cho quá trình mọi người thao tác gọi trực tuyến, liên lạc trực tuyến. Đây các bạn nhìn này, đang quay trực tiếp tại Ecomat luôn. Đây là cái điều khiển thông minh mới của 2021, và đây là cái bộ phụ kiện đi kèm của nó, bao gồm điều khiển, pin, jack kết nối thôi. Đấy thì các bác có thể đặt hàng tại hotline của Ecomat, hoặc là để lại bình luận bên dưới video. Trong các video tiếp theo em sẽ có các clip quay review cũng như cập nhật giá thành, so sánh những mẫu ngoài để mọi người cùng tham khảo trong năm 2021. Cảm ơn mọi người.